Bismillah, về giáo luật thực phẩm ăn uống. Theo nguyên lý gốc, tất cả đồ ăn và thức uống là halal, được phép ăn uống. Bởi Allah tối cao đã phán: Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Hỡi loài người, các ngươi hãy ăn những gì được phép và tốt lành trên trái đất. Chương 2 Al-Baqarah, câu 168. Ngoại trừ những gì được nêu tên rõ ràng trong một văn bản cấm ăn uống, chẳng hạn như xác chết, máu cắt tiết, thịt lợn, rượu, vân vân. Trong những gì đã bị luật Islam nghiêm cấm ăn uống, gồm những điều sau. Thứ nhất, tất cả thực phẩm ăn uống đã được chứng minh là có hại cho con người bởi Allah phán: "Wa la taqtulu anfusakum", và các ngươi chớ đừng tự giết hại bản thân các ngươi. Chương 4 An-Nisa, câu 29. Điều thứ hai, đồ ăn thức uống bị Islam xem là bẩn bởi Allah đã nghiêm cấm bằng lời phán rõ ràng: "Wa yuharrimu alayhimul khaba'ith", và cấm họ dùng những thứ ô uế. Chương 7 Al-A'raf, câu 157. Những đồ ăn thức uống bẩn thuộc dạng ô uế bị Allah nghiêm cấm. Thứ ba, nghiêm cấm ma túy dù ở dạng thức nào. Bởi Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã nói: "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Mọi chất gây say đều là rượu và mọi loại rượu đều bị cấm. Hadith Muslim ghi số 2003. Điều thứ tư, một trong những điều bị Islam cấm được lan truyền rộng rãi vào thời điểm hiện tại, mỗi tín đồ Muslim cần tránh xa chúng và đề phòng chúng, đó là hút thuốc. Bởi vì nó thuộc loại ô uế, vì trong thuốc hút có rất nhiều chất độc gây hại cho cơ thể và gây ra các bệnh mãn tính chết người. Điều này đã được chứng minh chắc chắn trong các cuộc nghiên cứu y học đương đại. Thứ năm, ngoài ra còn cấm uống thuốc kích thích và thuốc ngủ trừ khi có nhu cầu. Tuy nhiên, cần tuân theo khuyến nghị của các bác sĩ chuyên môn. Điều này là do nó có hại cho những người lạm dụng nó. Wallahu a'lam wa ahkam.